Có vẻ như là khá là lâu rồi không gặp Hải, cho nên là nhìn thấy Hải là lớn hơn khá là nhiều các bác và béo ra. Có một phần quà là của bác giấu tên là gửi cho ông là 100 ngàn các bác ạ. Cái gì này đây? Đấy. Đấy, nhưng mà khi mà các bác gửi về đấy thì cái này thì không phải tiền của anh, cho nên là anh cũng không có tiếc gì cả. Các em thích làm gì thì làm và thích mua gì thì mua, đấy là quyền của các em. Đấy, nhưng mà anh chỉ là mong muốn rằng là không dùng cái tiền đấy để mà đi xài những cái nơi mà không có đúng với mục đích cả. Xin mời chào, xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay Trấn Lực có dịp là đi vào nhà của chú của hai anh em Hải Sử Mồ Côi, và tiện thể là ghi hình lại một cái thước phim về cũng như là hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử một hôm của bác nhé. Hôm nay thì Trấn Lực là đi xuống để mà thăm ông, xem là thời gian này ông ở nhà đã làm cái gì của bác. Đấy, còn là về như hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử đấy các bác, thì cũng có rất là nhiều những ý kiến các bác nói rằng là hoàn cảnh như thế thì cũng nên là tạm dừng và không nhận thêm bất cứ những cái khoản hỗ trợ của các bác rồi. Đấy thì ở đây thì Trấn Lực cũng đã là hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử ấy, cũng đã giúp đỡ như thế là cũng là khá là nhiều rồi, quá là đủ cho các em rồi. Bây giờ các em chỉ cần gọi là em Hải thì đi học, còn là em Sử thì cố gắng ở nhà và phát triển cái kinh tế đối với lại cái bản thân của mình thôi. Còn em Sử thì hiện tại là cũng đã có vợ và lập gia đình rồi, thì cũng chúc cho hai em là hạnh phúc đấy. Và thêm lúc nào mà hai anh em lúc nào mà vợ chồng của Sử cưới thì Trấn Lực lại tiếp tục là lên chia sẻ một cái thước phim cho các bác là cùng là biết đấy. Nhưng mà hiện tại thì là vẫn chưa đủ tuổi cho nên là vẫn chưa thể là cưới được cô bác. Đấy, cũng có rất là nhiều những ý kiến của các bác nói rằng là lấy vợ rất là sớm đấy các bác. Thì hầu như là đa số là ở trên cái bản làng của người dân tộc Mông các bác, ai cũng đều là lấy vợ rất là sớm, rất là sớm. Nhưng mà một khi nào mà xảy ra cái chuyện gì đấy thì phải nói là các em còn nhỏ cho nên là không thể mà quyết định được với cái bản thân của mình, cũng như là cả phần kinh tế nữa. Ở trên bản ấy thì có hôm thì đi làm thuê rất là vất vả, đi đập lúa hay là đi cắt lúa hay là đi làm lấy củi đi bán thì ngày cũng chỉ kiếm được tầm độ là 100 đến là 120.000 thôi các bác. Thế còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng Trấn Lực đi vào và thăm ông các bác nhé. Hãy ngôi nhà của ông thì các bác nhìn ở phía bên ngoài thì là khá là rộng đúng không các bác? Đấy, nhưng mà đi vào bên trong ấy thì phải nói là cực kỳ là hẹp các bác ạ. Ra phía bên này thì trước kia là làm một cái chuồng trâu đấy, nhưng mà bây giờ là không làm chuồng trâu nữa, ông tận dụng lại để mà để củi này, để này kia mọi cái nữa. Còn là ra phía bên này là ngôi nhà mà gắn bó với lại ông là rất là lâu rồi, và gắn bó với lại hai anh em Hải Sử Mồ Côi nữa. Trong một thời gian qua thì cũng được là các bác yêu quý và gửi những tấm lòng vàng của các bác giúp đỡ cho ba ông cháu để có một ngôi nhà. Đấy, nhưng mà hiện tại thì là hai anh em Hải Sử là ở nhà mới, còn ông thì vẫn ở nhà cũ. Trước kia thì cháu Lực không biết là ông với lại là chú của Sử có một cái giao kèo hay là giao ước gì không biết. Đấy, một thời gian vừa rồi thì cũng được hai con của chú là ra ở cùng ấy, nhưng mà không may là có một số chuyện là xảy ra cho nên là không ở với nhau nữa. Và hiện tại là ông là lại tiếp tục là ở một mình rồi các bác ạ. Ông thì đến năm nay thì cũng khá là lớn tuổi rồi đấy các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là ông thì phải nói là còn rất là khỏe. Năm nay thì cũng đâu đó là gần độ là 80 tuổi rồi, hơn 80 rồi. Đợt mà cháu Lực lên ghi hình là được là 80 tuổi rồi. Ô, Hải ở đây à? Rồi anh chào Hải nhá. Có ông ở nhà không? Ông đi cắt cỏ. Thật. Ông đi cắt cỏ à? Chào Hải, xin kính chào quý em ba cô chú anh chị ạ. Rồi Hải ra đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? Thế là Hải là sắp đi học chưa? Chưa biết ạ. Chưa biết á? Thế mấy đứa mà đi học thì làm sao mà biết được? Cô giáo bảo là khi nào đi học thì thông báo trước ạ. Là thông báo đúng không? Là điện về cho anh Sử hay là như nào? Điện về cho trưởng thôn. Cho trưởng thôn à? Trưởng thôn bảo à? Vâng. Có vẻ như là
khá là lâu rồi không gặp Hải, cho nên là nhìn thấy Hải là lớn hơn khá là nhiều các bác, và béo ra đấy, và trắng ra nữa. Nhưng mà ở những cái video đầu ấy, cái thời gian mà cháu Lực vừa mới chia sẻ hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử, thì phải nói là hai anh em lấy đi rất là nhiều những cái giọt nước mắt của các bác ở trên kênh Bản Em đấy. Và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là ra nhà của ông. Hôm nay thì không lên trên nhà mới nữa các bác ạ. Anh Sử thì với vợ với chị dâu đang ở nhà mới à? Vâng. Thế là bây giờ là đi mình đi xuống thăm ông một chút đi nhỉ? Vâng. Rồi. Thế đóng cửa đi. Nhưng cái cửa này thì cũng đều là cháu Lực là lên làm cho ba ông cháu của bác trước kia. Bây giờ có con dùng chìa khóa không? Chìa khóa không biết ông làm rơi đâu rồi. Ồ, chìa khóa không biết rơi à? Vâng. Thế là bây giờ lại không dùng chìa khóa nữa à? Vâng. Rồi. Ông ở lấy cỏ ở trên đâu? Dưới kia. Dừng dưới kia? Vâng. Rồi đi. Cái khu cái chỗ này này là hái từ từ, cái này là cái mà để mà phơi thóc của bác ạ. Ở trên chỗ khu bản làng của người Mông hầu như là gia đình nào cũng có 1 đến 2 cái sạp này này của bác. Cái này thì phải nói là cháu Lực cũng ngồi với là hai anh em Hải Sử ở cái sạp này thì cũng khá là nhiều dần rồi. Có những lần thì ngồi đây tâm sự, có những lần thì ngồi đây có những lần thì ngồi đây là vắt mật ong hay là mở quà các bác dành tặng tới cho hai anh em. Thế còn là bây giờ thì đi xuống dưới thôi nhỉ. Vâng. Cái còn là hôm nay lên thì là gặp ông cũng có một cái phần quà là của một bác là Mạnh Thường Quân, là bác ấy giấu tên là có gửi cho ông. Biết là ông đã lấy cỏ đủ chưa nhỉ Hải nhỉ? Chắc là đủ rồi. Chắc là đủ quá. Lúa này cũng lên rất là cao đấy nhỉ? Cái đợt là trồng lúa này này cô bác này, đợt này trồng lúa này này cháu Lực cũng có lên, và giúp đỡ cho ông để mà trồng. Ô, ông thì thấy là đang cắt cỏ phía bên dưới này cô bác này. Đấy, đi cùng ông xem là ông cắt cỏ đủ chưa. Nhà ông có nuôi lợn không hả Hải? Có ạ. Có á? Vâng. Đi, đi ra phía ông. Lúa này thì có vẻ như là đang chuẩn bị là trồi bông của bác ạ. Cái thửa bên dưới này thì là có vẻ như xanh tốt này. Thửa này thì có vẻ như là yếu hơn, vàng vàng hơn một chút. Chắc tu vào chứ? Chắc tu mát vào? À, bài tu ra. Ồ, na rẻ mấy cái lạc lái tướng nổ. Ôi, ở ruộng của nhà ông thì là các bác nhìn này, chỗ này là cũng bị sạt lở là rất là nhiều. Có vẻ như là lấp một cái thửa ruộng ở phía trên này rồi. Hắn đôi đây nào tu bà rẻ? Tu ra. Thế là cùng ông là đây là phụ ông một chút đã. Nhưng mà mỗi tội là có mỗi một cái liềm thôi các bác. Thành ra là không giúp được ông. Cho nên là sẽ giúp ông là một tí nữa vác về đấy. Một tí nữa hai anh em mình giúp ông là vác về thôi nhỉ Hải nhỉ? Vâng. Dê, bên này để bẻ thiếp lái rồi dê. Hả? Dê, bên này để bẻ thiếp lái rồi. Đây một cái là cầm một nước sáng á. Cầm một nước sáng. Thế là hỏi ông là năm nay thì được hơn bao nhiêu tuổi rồi. Thì ông bảo là cũng không biết là tính là năm nay được bao nhiêu nữa, nhưng mà trước là cháu được tính là ông đợt trước là năm trước là 80 tuổi, nhưng mà đến năm nay là lên là 81 tuổi rồi các bác. Đấy, nhưng mà còn ông rất là khỏe các bác nhá, là cắt đi ra hôm nào cũng đi lấy củi này, đi cắt cỏ này. Đấy, đến cái mùa mà nhà ông gặt đấy là ông gặt này, xong là cấy này, xong là lại cày nữa. Cái cỏ này thì rất là sắc đấy cô bác ạ, cỏ này không cắt cẩn thận là cắt vào tay là rất là đau.
Để dây bẹp có đến chắc chịp à? Để dây bẹp có đến chắc chịp à? À, bẹp xuống chịp vậy đó. Và này họ đã cam mé này, các bẹp quay ra chứ? Và các mấy bóng phạc chiên mà dây yếu á. Mình bảo với ông là hôm nay là cháu Lực cũng nhận được là một cái phần quà là của một bác giấu tên là gửi tặng cho ông. Nhà Hải là có một con trâu, nhà ông là có một con trâu đúng không? Vâng. Con ông là con to hay con nhỏ hơn? Con nhỏ. Ông là con nhỏ hơn à? Vâng. Thế là nếu mà cái con kia là con của hai anh em hay là con của anh Hải hay là con của em? Con của em thôi. À đấy là con của em à? Vâng. Thế là xử là không có trâu à? Hôm trước, năm trước bà chưa chết thì có, nhưng mà bà bán một con. À. Bỏ bán của anh Sử. À thế là trước là bà bán trâu của là của anh Sử đi à? Vâng. Thế là bây giờ là hai em là chung nhau một con đấy à? Vâng. À. Đấy, thấy ông là làm là vẫn phải nói là rất là chăm chỉ của bác ạ, rất là cần cù. Đấy, về ba ông cháu thì là cháu Lực cũng chia sẻ lên phải nói là rất là nhiều những cái video mà cháu Lực chia sẻ về hoàn cảnh của ba ông cháu rồi. Thời gian này thì là ở nhà là có lợn gà là có bị mất không? Không mất ạ. Không bị mất à? Nhà Hải thì còn bao nhiêu bao thóc ấy? Chưa biết ạ. Chưa biết á? Về nhà ông vậy. À là vấn đề nhà ông à? Thế là đợt chia là được mỗi người bao nhiêu bao thóc? Không chia bằng bao đó. Chia Bằng cái sọt à? Vâng, hai sọt. À. Rồi, thấy là ông là úi ôi, thấy là tay của ông là bị một vết là cắt rồi cô bác ạ. Hải là sắp là chuẩn bị là đi học rồi đấy nhà Hải ấy. Vâng. Chắc là tầm độ một tuần nữa thôi là Hải là đi học rồi. Anh nhớ lại những cái hình ảnh mà của ba ông cháu từ thời mà ngày xưa ấy, ba ông cháu là đi cày cùng nhau đấy. Đó là cái thời đấy nhìn ba ông cháu là rất là tội nghiệp. Đợi ông xong vác cỏ đi hay là ông bảo đi về trước? Ông bảo về trước. Ông bảo về trước à? Nhưng mà đợi ông cắt cỏ xong rồi ba ông cháu mình, ba anh em mình cùng về luôn. Ông mà cắt mới chỗ này thôi mà. Đấy, hầu như là năm nay là ở vùng cao và đặc biệt là Hà Giang của cháu Lực thì các bác này bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết này cũng như là báo phải nói là sạt lở nữa. Rất là nhiều những cái chỗ mà bị sạt này. Như các bác nhìn thấy này, chỗ này mảnh nương này có bị một tí thôi mà cũng bị sạt xuống. Cái nhà ông là ba thửa này là cũng như của nhà ông đúng không? Vâng. Mùa này thì trâu là không được thả thôi nhỉ? Vâng. Mùa này thì toàn là lấy cỏ thôi. Đâu đâu thì cũng người ta cũng trồng nương, trồng lúa nữa. Bây giờ là muốn giúp ông làm nhưng mà không có cái liềm để mà cắt cô bác ạ. Thành ra là xin phép các bác là ngồi, xin phép các bác là đứng để mà tâm sự một chút về hoàn cảnh của ba ông cháu. Hải đi lấy cái kia về đi, anh ôm cho. Này lấy kia ra đây. Xong là một tí vác đi. Có nước nhá. Vậy ở đây thì thưa với các bác nhá, là về cái hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử thì cháu Lực là xin phép là không có nhận những cái hỗ trợ của các bác nữa rồi. Tại vì là cũng có một số các bác mạnh thường quân là có là giúp cho hai anh em Hải Sử. Đấy, giúp cho anh Hải Sử thì cháu Lực là sẽ không có nhận ở trên kênh của cháu Lực nữa. Thế còn về ông ấy thì là cháu Lực nếu mà như có phần quà nào ấy gửi cho ông ấy thì cháu Lực vẫn nhận để mà
gửi tới cho ông. Ở đây thì là ngôi nhà mới thì hầu như là cái gì cũng đầy đủ rồi. Còn về ông ấy, là nhà cũ thì là hầu như là không có cái gì cả các bác ạ. Đấy, mình đi xuống dưới ông, mình ở dưới kia buộc cỏ đợi ông đi. Vâng. Dê, hòn cái này nào ấy? Đây là dê. Ừ. Ồ, đàn mê tơ, bẹc nhà tơ thao đấy kìa. Thầy hỏi ông là cắt mỗi chỗ kia là nghỉ trưa thì ông bảo là mỗi chỗ kia là ông ăn nghỉ rồi. Dạ, cháu Lực với lại Hải là đi xuống cái này để mà buộc cỏ và đợi ông. Ông là nuôi mấy con lợn đấy hả Hải? 4 con nhưng mà 1 con chết rồi. 1 con chết rồi à? À. Cái dây này là chắc là ông dùng để buộc cỏ đúng không? Rồi, thế đi xuống dưới đi. Đấy ra đâu để buộc nhỉ? Buộc ở dưới kia đi nhỉ? Vâng. Sao mà buộc thành 2-3 bó? Để anh với lại Hải với lại ông nữa. Ui à. Chỗ này thì không biết là được mấy bó đây. Được nhá. Chỗ này là 2 dây này. Này Hải, Hải buộc ở kia nhá. Anh buộc ở bên này. Này dê, tốt tiếng cháo đâu. Ừ. Ông là ra đến đây rồi các bác. Chỗ đấy đủ 1 vác không Hải? Không đủ đâu. Đấy mày dê, hạt hạt lên lắm dê. Dê hạt này mà lên làm tại Hải hạt đâu. Mùa này mà đi lấy cỏ này thì cũng khá là nguy hiểm các bác ạ. Mùa này thì nó rơi vào cũng là cái mùa ông ạ. Có ông đất thì đốt rất là ghê. Nào Hải ra nhá. Hãy buộc đi. Đau quá. Không kéo được không? Được. Không được thì ra đây anh. Ra đây anh cày hơn. Hải hộ ông cầm cái liềm đi nhá. Được. Anh nhớ bác cho. Đây anh nhớ bác cho. Cảm ơn anh có. À. Ây da, nhìn trông bé bé nhưng mà khá là nặng quá ạ. Cái này là đi Hải trước đi. Cỏ tươi ấy, thành ra là cái cỏ này có rất là nhiều nước. Thế là Hải là đến chiều thì là xuống đây cắt cỏ à? Cái nương ngô này không trồng nữa Hải? Bẻ hết rồi. Bẻ hết rồi, bẻ hết thì không trồng thêm à? Thế là chỉ làm một vụ thôi à? Một năm làm một vụ thôi. Yeah.
Bây giờ mùa này còn có dưa chuột không hả Hải? Không có đâu. Không có rồi, hết rồi à? Hỏi ông xem là có thái cỏ luôn không? Chỗ hỏi nào bà giờ? Chỗ hỏi nào bà? Thái cỏ thì hộ ông thái cỏ một tí đó. Chép nhát luôn chứ gì? Chép nhát luôn bố. Chỗ hỏi nào tí. Hả? Chép yếu nào? Ok bạn ơi. Giờ bảo chơi nó là tay Hải thấy chép. Mấy cây lê trước còn không hả Hải? Còn ạ. Cho ông dựng cái đấy để xem, mình xem lê một tí. Nó trồng ở đâu nhỉ? Hả? Dê à? Mất thang bằng chẹp hả? Mất thang bằng chẹp xem không hả? Thang bằng chẹp ạ? Lại với con này. Cô với con này. Dạ. Còn à? Chỗ này còn không? Chưa, em có còn thấy một cây đây này. À đây này. Ôi Hải phải bảo ông là ra phát phát đến chỗ này nhá. Đây này. Ôi đây thì xung quanh nó mọc hết cỏ rồi. Đấy. Cái này là dưới dưới phân này nhá. Dưới phân là chân của nó thì tỉ hết đi. Là không có để một cái cây nào nhá. Cái phần trên này mới là có phần có quả này. Hôm nọ là trồng ở đây mười mấy cây nhỉ. Ở bên nào nữa sao ấy? Thở chó bên trong nó xong rồi. Đi xuống xem là có đâu Hải. Nên là chỉ cho Hải là phải tỉa hết những cái cây ở ngoài nữa. Đâu có một cây nhỉ? Khu này đúng không? Hải đi xem nào. Hải đây. Thấy không? À, cây này đây này. Ồ, cây này chết rồi đây này. À đâu? À, cây này không chưa chết nha. Nhổ hết cỏ ở ngoài ra đi. Đấy. Nhổ nhẹ nhàng thôi, đừng để nó lung lay cái gốc của nó. Đấy. Cây này là chưa chết này, sắp chuẩn bị chết rồi đấy. Tại vì là em tại vì là để nhiều quả quá thành ra cỏ quá thành ra là nó hút hết cái chất dinh dưỡng của cây cái đi rồi. Các em không chịu là tỉa cái này có bác này. Với lại ông là không chịu tỉa cái này. Được chưa Hải? Được rồi. Cái này là dùng thuốc phun ở Hải này. Vâng. Cái này định trồng cái gì đây? Không trồng gì đâu. Ồ. Ồ, ai phun đấy? Con nhà chú ạ. À, con nhà chú phun á. Nhưng mà cái này là của đất của ông mà. Của ông là ông cho. Chắc là đây thì nhà chú trồng cái gì? À, là ông cho trồng đúng không? Ừ. Anh thấy là ở bên này còn vài cây nữa sao ấy. Để ý xem là mấy cây này. Đừng để cho nó chết đi. Ừ. À, cái này thì bác Chiêm là lặn lội từ bên Bắc Hà sang để mà đem cho đấy. Ừ. Nếu mà bác không quý thì bác không cho rồi. Và đặc biệt hơn nữa là bác còn ra đến tận nơi đây này Hải này. Đây này, đấy, xung quanh thì hầu như là mọc hết cái cỏ rồi. Đấy. Nhổ đi. Nhưng phần ở dưới này là nó mọc thêm những cây này là nhổ hết ra nhá. Vâng. Rồi thế là được rồi. Còn ở đâu nữa? Cái này làm lê là vài năm nữa thì mới có quả, mới được ăn. Đây này. Đấy. Thậm chí là trồng là các em trồng là còn không biết là ở đâu nữa rồi. Nhổ cái cây góc ở dưới ra. Bé bé đi. Đấy, đúng rồi. Anh nhổ cỏ đấy nhá. Anh ra bên này anh tìm cây đây xem nữa. Hình như là hết hay sao ấy. Chỗ này là hết rồi hả? Hết rồi. Tiết đấy mình chan ra chứ? À, ông bảo là tiết ở trên kia là có một chan nữa. Dê thang mà chép thao không? À, ông bảo tiết ở bên này có một cây nữa.
đây à. À đây, ui, cỏ xung quanh nó như thế thì làm sao mà nó mọc được lên nữa Hải ơi. Này không tránh là nó lại chết đấy. Nhà thì máy phát thì có rồi, cái này thì là bác chiêm cho thì phát hết xung quanh đi. Không dùng được máy phát thì dùng tay phát. Thế rồi đúng không? Đã đến là cái mùa Tết này, nhà ông là cũng có rất là nhiều những cái lá rong này. À, cũng thưa với các bác là cái này là cái để mà mình làm xôi này các bác. Cái màu này là màu gì đấy Hải có biết không? Màu tím ạ. Cái này là màu tím à? Vâng. À. Hả? Bán lá lốc hiến ông nào đi. À. Thế đây. Bán lá lốc hiến ông nào? Ở đây có một cây nữa này. Nhưng mà cây này chắc là ông vừa mới nhổ. Thôi không phải nhổ nữa. Dê nhắn nó mới chẹp đây bà. Nó mới chẹp à? Nó chẹp nhán đấy dê. Ta Hải ra dê. Thấy dê chẹp nhà chứ. Thế là ông Thái thôi à? Ông đau tay thì ông à, ui rồi thế để thế ra đây hâm mà lán không à? Mà này lán chép vậy này, ui rồi lán sang mù mù nữa đập màu cái liềm trúng à. Cái liềm trúng á có vết to không? Chắc vẫn luôn nè. Ui thế là ông là đi cắt cỏ là bị cái liềm là trúng này có bác này. Và trước khi mà đi làm hộ ông thì là cháu gửi lực gửi cái phần quà của bác giấu tên cho ông đã. Thì văn này bán má lên mấy con thạc mai về bà không? À. Hay bông này bông bá chơi nào. À. Có một phần quà là của bác giấu tên là gửi cho ông là 100.000 của bác ạ. Cái gì này về? À, bông bác giấu tên dù Hồ Chí Minh tàu. Bảo với ông là có một bác giấu tên là ở Hồ Chí Minh là gửi cho ông là 100.000. Đấy thì và cũng xin nói thưa với lại các bác thêm một lần nữa là về cái hoàn cảnh của ba ông cháu thì là bây giờ hai anh em Hải Sử là ở riêng và ông thì là ở riêng, cho nên là hai anh em Hải Sử thì cháu Lực xin phép là ngừng hỗ trợ. Cháu Lực sẽ không có nhận thêm là bất cứ cái khoản nào của các bác là dành tặng tới cho hai anh em Hải Sử nữa. Và tuy nhiên thì là cháu Lực không có nhận nữa, nhưng mà vẫn có một số phần quà là của các bác Mạnh Thường Quân là ở bên nước ngoài là cũng có ngầm giúp đỡ cho Hải đúng không? Rồi đấy, cũng có một số các bác là ở bên nước ngoài là dầm giúp đỡ cho hai anh em Hải Sử. Thì ở trên kênh cháu Lực sẽ không có nhận thêm nữa. Còn là về hoàn cảnh của ông ấy thì nếu như có các bác nào yêu quý ấy thì là cháu Lực vẫn nhận cái phần quà của các bác dành tặng tới cho ông. Tại vì là ông là bây giờ là một mình ở riêng đấy, năm nay thì cũng là hơn là 80 tuổi rồi, là tự làm tất cả những công việc là ở nhà. Đấy thì bây giờ thì không nói nhiều nữa, thì cháu Lực sẽ giúp đỡ cho ông để mà thái cỏ một chút nữa. Cháu Lực sẽ lại xin phép là đi về một tí nữa thì nói chuyện với lại ông với lại là Hải sau. Dê tha lá nó mà nèo. Ừ. Ui ôi. Cái này nó hơi nghiêng. Hơi nghiêng đúng không? Chắc là xin phép là bỏ cái cặp ra, chứ không là vừa làm mà vừa đeo cặp thì trông nó chối quá các bác ạ. Trông nó không có đúng với lại là trong lúc đang làm việc một tí nào. Một ngày là đi lấy tầm bao nhiêu lần cỏ? 4-5 lần. 4-5 lần à? Vâng. Ở nhà thì mùa này là có làm gì không? Không vậy. Không à? Vâng. Thật nhá. Anh thái từ từ thôi, anh không thái nhanh. Vâng. Hải là lên lớp 9 đấy nhỉ? Mình thoáng chốc đã đến lớp 9 rồi, đợt mà anh lên là Hải còn lớp 7 thôi nhỉ Hải nhỉ? Vâng. Đấy. Đợt là cháu Lực ra gặp hai anh em Hải Sử là lúc đấy là hai anh em mới có lớp 7 thôi cô bác ạ. Sử thì học không học nữa, còn là mỗi em Hải thôi. Ui rồi, cái này thì có vẻ như mua khá là lâu rồi đấy nhỉ? Bác chép bên thứ này chỉ bía chứ. Thứ đừa.
Thế là được cháu được hỏi ông là được mười mấy năm rồi các bác. Cái này này thì ôi này vì não mới chen nữa à? Cái này là các bác nhìn thấy này là nó bị là làm mà là ấy hết rồi. Thế là ông bảo với cháu Lực là không có bỏ được cái này này, thành ra là không có đi mài được. Những cái ngày tháng mà hai ông cháu không có gì, ba ông cháu không có gì cả, là những cái ngày tháng đấy là thật sự ra là khi mà các bác theo dõi đấy thì là phải nói là lấy đi rất là nhiều những cái giọt nước mắt của các bác là mạnh thường quân rồi. Đây, hoàn cảnh của anh em Hải Sử là hoàn cảnh thứ hai cháu Lực là giúp nhà. Ngôi nhà đầu tiên là cháu Lực cùng với lại bên xá là kết hợp làm cho em Cương đấy các bác ạ. Nhưng mà sau khi là hoàn thiện nhà xong thì em Cương là đã đi làm rồi, đi làm và cũng gửi tiền về cho bà là hàng tháng đều đều, là để cho bà là thuê người cấy, thuê người gặt và thuê người làm tất cả mọi thứ. Đấy, bà chỉ ở nhà là gọi là như lấy cỏ này, lấy dâu lợn cho lợn thôi. Và như hoàn cảnh về Cương thì cháu Lực thấy là sau khi mà cháu Lực giúp xong đấy, phải nói là tiếng vang đi rất là xa các bác ạ. Đấy, như kiểu là mình giúp đúng người trong lúc mà người ta đang cần thiết ấy. Và Cương thì ở với bà là một cái ngôi nhà mà phải nói là gió thổi là còn đổ đấy các bác. Cái cỏ này thì không cứng bằng cái cỏ kia nhỉ? Cái cỏ kia thì cứng hơn. Các em thì là ngày một lớn đi rồi, còn ông thì là ngày một là già đi. Đây, lên thì lúc nào cháu Lực cũng dặn dò các em là mặc dù là ông không ở với các em nhưng mà các em vẫn phải luôn luôn là giữ cho mình, giữ cho trong lòng của mình rằng là lúc nào cũng phải là biết ơn cũng như là báo hiếu ông. Ông thì có thể nói là vừa làm cha này và vừa làm mẹ và vừa làm ông vừa làm bà nữa. Bà của Sử thì đến thời điểm hiện tại là đi bà của Hải là đến đứng mất được mấy năm rồi Hải nhỉ? Mất được ít giá của tôi có tao mới xuống cái áo xuống này chị đã 3 năm 2 năm rồi. 2 năm à? Ý áo là 2 đúng không? Áo xỉu là 2 năm dưới à? Có phải không? Đúng rồi. Áo xỉu là 2 năm dưới. Thật sự ra thì về về tiếng Mông nữa quá thì nếu mà để mà các em nói nhanh quá thì không có nghe được thôi, chứ các em mà nói chậm thì là vẫn nghe được. Đấy, nhưng mà vẫn nghe được nhưng mà kiểu như là không nói được luôn. Hỏi ông là sắp được chưa? Hết hết chỗ này đúng không? Ok. Thế cái kia không thái nữa à? Cái này thì chắc là ngày mai. Này thì để qua đêm thì ngày mai nó bị như kiểu bị vàng lá, nó bị chua, thành ra là cháu cũng không có muốn ăn cho lắm cô bác ạ. Ồ, thế là sót lắm ấy nhở. Cái quả như thế là nó bị ăn nổ về phải cái thanh sát của nó ấy. Cái gì là cũng phải làm từ từ hả nhá, không được vụng nhá. Người ta bảo đi một ly là sai một dặm đấy.
À, lấy cái đấy thái hết à? Trong lúc mà cháu được thái thì ông là lấy cỏ cho cháu luôn. Với lại em Hải thái. Cái tao liệu bát thí là gì vậy tao? Tớ bát thí bị mở ra. À, đây là cái những cái tre này của bác này, ông là để dành cho năm sau. Năm sau là còn là dùng đến. Nên đỡ phải năm sau là phải đi lấy nữa. Ok đúng không? Đấy, cho ông là con đi đấy. Đây, một cái nữa. Rồi, nó ngắn quá thì thôi. Đấy, cùng ông ăn đây, gom cái này này. Gom cái cỏ này này, trong là cho trâu hết. Cho đây hết à? Ăn cho đây hết à? À. Dê mà dân bao lâu? Mà nàng phải đây là gì nào? Nàng phải đây khảo không? Thế à, lên trên này đi hải. À, lâu lắm là không có ngồi à, tại chính cái chỗ sạp này rồi. Chỗ sạp này để mà tâm sự rồi. Ôi, cái này giáo dục là gì nào? Cái chè của nhà ông này là chỗ này là cực kỳ là tốt này các bác này. Cái cây, chai này chỉ thích bia gì chai này à? Chai này là chút quảng hai ra đấy. Thế là cái cây chè này của bác này, cây chè này là ông cũng không có được trồng đâu các bác, là từ thời xưa là người ta là trồng mất rồi, người ta trồng rồi. Trong này mà chè? Từng đấy giờ. Tín mà chè? Hả? Từng đấy nè. Anh đấy là chỉ tầng. Cái treo kia đi đâu rồi? Gãy hết rồi, hỏng hết rồi. Đấy, đằng sau của các bác là ngôi nhà của ông là một mình là hiện tại ở bây giờ. Thế là ban ngày là Hải là xuống đây với ông à? Vâng. Ông đến lúc ăn cơm thì ăn cơm với ông không? Đi về nhà ăn. Đi về nhà ăn á? Vâng. Thế là ông tự ăn cơm thôi à? Vâng. Đấy, tay của ông thì hiện tại đang bị liềm của bác ạ. Liềm mà cắt trúng hôm nay thì không có đem theo băng gâu. Không biết là có không đem thêm băng gâu. Nhà Hải là có băng gâu đúng không? Có. Thế thì lấy cái băng đấy xuống là buổi tối là bảo ông là rửa qua nước muối nhá. Vâng. Xong là sát trùng này, xong là lấy cái băng kia bâu là làm lại cho ông. Vâng. Đấy. Thì bây giờ cháu được xin phép là nói tiếng Nùng với lại ông một chút của bác ạ. Để mỹ giáo gửi trên mà rèn ở đây. Thế ạ. Bạt lái còn to nó gửi nó lại thêm đấy. Hay gửi nó lại thêm đấy. Còn đây cái Hải ta xử lấy tù à, lấy đi ca bổ thầy Hải tài sử này, đây rủ đi canh lán đi lán ca bổ nhận trên cơ mà gửi mà Hải tài sử à, bởi vì là mi bóng rủ nước ngoài này bóng hạ có số điện thoại ta sử, luôn điện mà tổ Hải tài sử, hạ gửi trên mà tổ Hải tài sử à, đấy lấy lán ca thén Hải tài sử lấy đi tù à, cả đây cả rằng ca tù nào à, lấy lán ca bổ thầy à, lấy bóng phạc trên mà dè, lấy lán vẫn nhận vẫn mà quay video rồi dè, hôm nay sẽ cáo lán nhận lấy lán một quay video đấy. Bóng hào một xìn đấy nên bắt buộc là làm phải mang xe quay video. Đấy thì vừa rồi cháu Lực cũng nói với lại ông là cái câu chuyện mà về nhận cái sự hỗ trợ của các bác về hai anh em Hải sửa đấy, thì cháu Lực là nói với ông thì là xin phép không nhận nữa. Đấy còn là khi mà cháu Lực nhận được những phần quà của các bác gửi tới cho ông thì cháu Lực lại phải tiếp tục lên trên này để mà ghi hình để mà gửi cho các bác để xem thì các bác mới tin tưởng và các bác mới lần sau thì các bác mới đồng hành cùng cháu Lực là nhiều hơn. Như nhà Hải sử thì thấy ở trên này là đi đi mua củi à? Vâng. Đấy là anh sử là đi mua củi à? Vâng. Thế một bó này mua thì bao tiền? 50.000. Một bó 50.000 á? Vâng. Bó 50.000 ai thế?
Thường thường là mua ở chỗ nhà ai? Nhà trên kia thế. À, trên kia. Ừ. Nhà các em thì là cũng có rừng, có gỗ này, có bác này. Thì chắc là các bác, một số bác mạnh thường quân là giúp đỡ cho các em là về cái khoản này. Đấy, nhưng mà cái phần này thì anh là chỉ chia sẻ với lại em thôi. Thì các bác gửi tiền về đấy thì là trừ ra những cái số tiền mà mình ăn uống này này, mua đồ, mua đạc ăn uống này, thì những cái nào mà mình tự làm được thì mình làm. Đấy, mình không thể lạm dụng cái số tiền của các bác quá rồi. Đấy, không là sau này là sẽ hình thành cho các em một cái tính là không biết làm cái gì nữa. Là lúc nào cũng nghĩ rằng là mình được các bác giúp đỡ rồi, cho nên là mình có số tiền đấy để mà mình xài. Đấy, thì cái điều như về em thì anh không nói, còn về như Sử thì hiện tại là cũng lấy vợ rồi. Đấy, không biết là tiền của các bác gửi về thì Hải có cho Hải chút nào không? Đấy, không biết là vợ cầm hay là anh Sử cầm. Đấy, nhưng mà khi mà các bác gửi về đấy thì cái này thì không phải tiền của anh, cho nên là anh cũng không có tiếc gì cả. Các em thích làm gì thì làm, mà thích mua gì thì mua, đấy là quyền của các em. Đấy, nhưng mà anh chỉ là mong muốn rằng là không dùng cái tiền đấy để mà đi xài những cái nơi mà không có đúng với mục đích cả. Đấy, như em thì là em biết về Sử là hay đi chơi với cái gì đúng không? Đấy, và ở nhà trước khi những cái đồ đạc ở nhà đấy thì các em, anh đã mua cho các em rồi, nó vẫn còn bảo hành, nó vẫn còn bảo hành, cho nên là mình đi sửa không phải mất tiền cả. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là mình không được phép là gớ nó đi đâu hết cả. Một khi là thay đổi một số những cái nơi mà đặt không đúng điểm đấy thì nó sẽ bị lệch. Đấy, nó sẽ bị lệch, và khi mà các em di chuyển đấy là nó sẽ có thể là nó bị như nào đấy, bị như thế nào đấy. Những cái đồ điện tử thì mình không thể nói trước được điều gì cả. Đấy, xài thì các em là xài đúng cách, và người ta nói là cổ bền tại người, mình biết xài thì nó mới được bền lâu, nó mới được lâu dài. Đấy, còn về ông thì không ở với các em, nhưng mà đôi lúc là có những cái thức ăn có thịt có thà đấy thì là đem xuống cho ông một chút nhá. Tại vì là công phải nói là em thì lớn rồi, thì biết suy nghĩ rồi. Ông là nuôi em từ lúc mà em chỉ có bằng cái nắm đấm thôi, đã lên rồi đấy, tới đến bây giờ. Đúng không? Đúng rồi. Thì em nếu mà bây giờ em so với lại là một năm về trước với tại thời điểm hiện tại thì cuộc sống của các em thì có sung sướng không, có thay đổi không? Có. Có à? Vâng. Đấy, nhưng mà ông thì là vẫn ở nguyên một chỗ cả. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, bây giờ đi vào trong nhà này ông có cái gì đâu ngoài những cái bao gạo bao thóc ra? Vâng. Có thêm một cái bóng đèn năng lượng mặt trời, đấy là đắt giá nhất. Vâng. Đấy, cho nên là các em là phải biết làm thế nào sống. Còn là thật sự ra tiền của các bác gửi cho các em thì cái đấy thì không phải là tiền của anh, cho nên là các em muốn xài những cái gì thì anh không quan tâm, anh không quan tâm về cái đấy hết cả. Đấy, nhưng mà đừng vì cái đồng tiền đấy là dạy hư các em. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Rồi, còn là khi mà có các bác gọi điện về có như thế nào ấy thì em vẫn chia sẻ thật. Vâng. Em biết là bây giờ em là người ở giữa cho nên là được hưởng rất là nhiều. Vâng. Đúng không? Đúng. Nhưng mà tai tiếng lại đến với anh rất là nhiều. Thường thường mà các em đi, em thì không nói, nhưng mà em Sử đi xuống người xá là làm những cái gì thì cũng có điều là người ta nói cho anh hết. Tại vì là trước khi mà anh lên chia sẻ hoàn cảnh các em, anh đã coi các em như là một người em rồi. Như là người em rồi, cho nên là bây giờ người ta vẫn coi các em là em của anh cả. Người ta nói với anh là đấy, em của Lực đấy, đấy. Đấy, còn cái video này thì cháu Lực cũng có thể là đăng tải lên sẽ có một số các bác là không thích. Đấy, nhưng mà trên nhà các em thì có như nào thì cháu Lực biết là chia sẻ như thế đấy thôi. Còn một số bác chắc chắn là các bác sẽ nói cho Lực là diễn này nọ, các bác là luôn tìm một cái lý do nào bảo vệ hai anh em, thì đấy là các em sống trong sự bao bọc của các bác, thì điều đấy cũng là tốt. Đấy, nó cũng không có liên quan đến với cháu Lực cả. Đến thời điểm hiện tại thì là nhà của hai anh em Hải Sử thì đã hết cái chương trình, và trách nhiệm của cháu Lực là đến đây là kết thúc rồi. Cháu Lực chỉ dìu dắt các em là đến thế thôi, còn những cái sự còn lại thì rất là mong các bác sẽ dìu dắt cho hai anh em Hải Sử một cái cách mà đúng đắn nhất. Đấy, còn về như cháu Lực xin phép nói lại thêm một lần nữa các bác nhá, như hai anh em Hải Sử cháu Lực sẽ không nhận thêm bất cứ những cái khoản hỗ trợ nào rồi, tại vì là các em là quá đầy đủ rồi. Còn là phía ông thì là các bác nhìn thấy là ông là năm nay 80 mấy tuổi rồi, đấy, sống trong một ngôi nhà mà cũng khá là đấy. Các bác không, cháu Lực không mong muốn là các bác giúp một cái gì nó lớn lao cả. Đấy, những cái tình cảm của các bác là gửi tới cho ông những cái một chút bánh kẹo hay là những cái bộ quần áo hay là 1-200 nghìn, thì đấy là cũng là tình cảm của các bác rồi. Và lời cuối cùng thì cháu Lực xin được phép là kết thúc cái video này thôi các bác.
Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào hãy chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.